Cần bao nhiêu tiền để khởi nghiệp chăn nuôi cây vải mốc? Chi phí xây chuồng trại có nhiều không? Thức ăn của cây vải mốc một ngày là bao nhiêu tiền? Để giải đáp thắc mắc này của bà con thì nông lâm.net đã nhờ tới anh Tiến, chủ trại chăn nuôi cây vải mốc lâu năm tại Phú Xuyên, Hà Nội. Ngay sau khi xem hết video này thì bà con sẽ rõ được những vấn đề trên. Nếu quý bà con muốn học hỏi trực tiếp kinh nghiệm chăn nuôi từ anh Tiến thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình và đến trang trại của anh để tham quan, học hỏi. Ngoài ra, nếu như bà con yêu quý kênh nông lâm.net và mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn nữa về nông nghiệp thì quý bà con đừng quên nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh hàng ngày. Xin chào tất cả quý bà con, tôi tên là Tiến. Hiện tôi đang chăn nuôi con cây vải mốc và trong suốt quá trình chăn nuôi con cây vải mốc này của tôi thì tôi gặp được rất nhiều câu hỏi của bà con gửi đến cho tôi và như trang trại là cần bao nhiêu tiền để khởi nghiệp chăn nuôi con chuồn mốc này, và cái thứ hai là cái chi phí xây dựng chuồng trại là bao nhiêu, cái thứ ba là thức ăn của một chuồn mốc trên một ngày là bao nhiêu tiền. Với một người khởi nghiệp và đi lên từ con chuồn mốc này thì hôm nay tôi xin giải đáp các thắc mắc của bà con. Câu hỏi đầu tiên mà anh Tiến muốn làm rõ cho bà con, đặc biệt đối với những bà con mới chăn nuôi hoặc đang tìm hiểu chăn nuôi cây vải mốc, đó là cần bao nhiêu tiền để có thể bắt đầu với nghề. Những chi phí mà bà con cần phải bỏ ra chăn nuôi cây vải mốc là ngoài chi phí về con giống thì bà con cần chuẩn bị tiền để xây dựng chuồng nuôi, mua thức ăn chăn nuôi hàng ngày và công chăm sóc cho cây. Cụ thể từng loại chi phí cho một con cây mốc là bao nhiêu trong suốt thời gian chăn nuôi thì xin mời bà con cùng nghe anh Tiến chia sẻ. Câu hỏi đầu tiên là cần chi phí bao nhiêu để khởi nghiệp chăn nuôi con cây vải mốc này, thì hôm nay tôi chia sẻ cho bà con. Ngoài cái chi phí về con giống thì bà con cần chuẩn bị cho tôi những cái chi phí cần thiết như sau. Thứ nhất là về chuồng trại, thứ hai là về thức ăn chăn nuôi, thứ ba là về nhân công. Còn về cái chuồng trại ấy, thì như bà con nhìn thấy ô chuồng của chúng tôi đây chủ yếu là làm bằng khung thép và lưới. Với khung thép và lưới như thế này thì trang trại chúng tôi với chi phí bỏ ra để làm thì nó chỉ rơi vào từ 3 đến 500 nghìn trên một ô chuồng. Và một ô chuồng như này thì bà con có thể nuôi nhốt được từ 3 đến 5 cá thể. Còn về cái thức ăn ấy, thức ăn của con chuồn mốc này nó rất là đơn giản, chủ yếu là hoa quả ngọt và buổi tối mình bổ sung thêm một chút tinh bột, là ví dụ như cháo gà, cháo thịt băm và cháo cá. Còn về cái nhân công ấy, khi bà con chăn nuôi với cái số lượng nó ít thì bà con hoàn toàn có thể tận dụng được cái nhân công dư thừa ở trong gia đình mình hoặc là chính bản thân mình tự chăm sóc con cây vải mốc này. Như vậy, đối với những ô chuồng nuôi mà bà con cần phải bỏ ra từ 300 đến 500 nghìn tùy từng loại vật liệu là có thể nuôi được cây trong khoảng từ 5 đến 10 năm. Chi phí thức ăn cho cây vải mốc hàng ngày như anh Tiến vừa chia sẻ, từ 1.400 đến 1.700 đồng trên một ngày. Tùy vào khả năng chăn nuôi của bà con, bao gồm tiền mà bà con có cũng như kinh nghiệm và kỹ thuật bà con học hỏi được. Và chỉ cần từ 20 đến 50 triệu đồng là bà con đã có thể chăn nuôi được loài vật này. Anh Tiến còn lưu ý thêm, vấn đề quan trọng không phải là số tiền bà con có bao nhiêu để đầu tư con giống, mà điều quan trọng là lượng kiến thức cũng như kinh nghiệm về chăn nuôi con này mới là yếu tố quyết định. Khi bà con đã chắc chắn vào kiến thức của mình thì có thể đầu tư tùy thích, thậm chí có thể vay thêm vốn để đầu tư vì lợi nhuận của con này rất lớn. Và ngược lại, nếu bà con chưa tự tin vào bản thân thì cần phải học hỏi và nuôi với số lượng nhỏ trước, sau một vài tháng mở rộng quy mô chăn nuôi cũng chưa muộn. Hơn nữa, tại trang trại của anh Tiến còn hỗ trợ và đào tạo bà con khi mới bắt tay vào chăn nuôi. Còn với những bà con chưa có kinh nghiệm chăn nuôi thì bà con có thể đến trang trại của chúng tôi. Thì khi đến trang trại của chúng tôi, trang trại chúng tôi có đầy đủ cơ sở vật chất để cho bà con ở lại trực tiếp chăn nuôi và học được những kỹ thuật chăn nuôi của bên trang trại. Thì khi bà con có kỹ thuật chăn nuôi thì bà con hoàn toàn yên tâm để bắt tay vào chăn nuôi và phát triển con chuồn mốc này. Câu hỏi thứ hai mà có rất nhiều bà con chủ quan khi bắt tay vào chăn nuôi cây vượt mốc thường bỏ qua, đó là chuồng nuôi của bà con cần xây dựng chắc chắn, có các phương pháp điều chỉnh nhiệt độ trong khu vực chuồng nuôi của mình, vì cây là một trong những loài vật nuôi tương đối nhạy cảm khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Vì vậy, bà con cần kiểm soát được nhiệt độ chuồng nuôi trong khoảng từ 24 đến 28 độ C là tốt nhất để cho chồn phát triển. Còn nhiệt độ chịu đựng giới hạn của chồn trong khoảng từ 10 đến 35 độ C. Về chuồng nuôi thì vừa rồi tôi có chia sẻ cho bà con ở trên. Còn một cái điều lưu ý, còn một điều rất là quan trọng bà con lưu ý cho tôi, trong ô chuồng nuôi của mình thì bà con luôn kiểm soát cho tôi ở cái nhiệt độ từ 10 đến 35 độ. Trong quá trình chăn nuôi nhiều bà con đã chủ quan về cái nhiệt độ ở khu chuồng nuôi của mình, thì cái điều đó làm ảnh hưởng và thất thoát đến con giống của bà con. Còn nếu như bà con chưa biết cách kiểm soát nhiệt độ ở khu chuồng nuôi của mình thì bà con có thể đến trang trại của chúng tôi. Trang trại của chúng tôi có địa chỉ tại Chi Trung, Phú Xuyên, Hà Nội. Câu hỏi thứ ba đó là thức ăn của chồn là gì? Cho chồn ăn gì để có khả năng sinh trưởng tốt nhất? Tại trang trại của anh Tiến thì anh cho chồn ăn chuối chín vào buổi sáng và bổ sung tinh bột, đạm cho chồn vào buổi chiều bằng cháo. Khi cho chồn ăn, bà con cần chú ý những vấn đề như anh Tiến chia sẻ sau đây. Câu hỏi thứ ba là thức ăn của con chồn này là bao nhiêu và cách làm như thế nào? Thì tôi chia sẻ với bà con là thức ăn của con chồn này thì chủ yếu là hoa quả ngọt và buổi tối là cháo. Thì cháo là mình bổ sung thêm cái tinh bột để giúp con vật mình nó khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. Còn nếu về nấu cháo thì bà con hoàn toàn có thể nấu cháo thịt băm, cháo cá và cháo gà. Thì cái chi phí về để nấu cháo cho bà con, nấu cháo cho chồn thì bà con có thể tận dụng những cái thực phẩm ở ngoài chợ, hoặc bà con liên kết những cái trang trại có những cái thực phẩm dư thừa, thì với cái chi phí đó nó sẽ giảm bớt cái chi phí cho bà con rất nhiều. Và cái lưu ý về thức ăn cho bà con là bà con đừng quá tận dụng những thức ăn nó dập nát và có hiện tượng ôi thiêu. Thì khi bà con cho chồn ăn những thức ăn nó có hiện tượng ôi thiêu và dập nát thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột của con chồn và gây cho con chồn nó thất thoát. Và câu hỏi cuối cùng của những người đang tìm hiểu mà chưa bắt tay vào chăn nuôi cây mốc là ai có thể chăn nuôi được con cây này. Anh Tiến cho biết chăn nuôi cây vượt mốc rất nhàn hạ và tốn ít thời gian. Như chia sẻ ở trên thì chỉ cần cho chồn ăn vào khung giờ cố định là buổi sáng và buổi chiều để phù hợp với tập tính tự nhiên của chúng. Cho nên dù bà con có là công nhân nhà máy hay làm việc tại các cơ quan nhà nước cũng có thể chăn nuôi được cây vượt mốc. Với câu hỏi thứ tư thì là ai có thể chăn nuôi được con chồn mốc này, thì tôi xin trả lời là với cái thức ăn của nó và cái cách chăm sóc đơn giản thì bất kể ai đều có thể chăn nuôi con chồn mốc này. Đối với công nhân và viên chức thì hoàn toàn có thể tranh thủ mình chăn nuôi buổi sáng và mình tiếp tục công việc của mình. Còn cái công việc này nó không đòi hỏi nặng nhọc, thì các bác có tuổi nghỉ hưu thì hoàn toàn có thể chăn nuôi con vật này. Như vậy, anh Tiến, chủ trang trại chăn nuôi cây vượt mốc tại Hà Nội, đã chia sẻ cho bà con về những thắc mắc thường gặp khi chăn nuôi cây vượt mốc. Nhưng để được tư vấn cụ thể hơn thì bà con hãy gọi điện cho anh qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và đến trực tiếp trang trại của anh có địa chỉ tại Phú Xuyên, Hà Nội. Đối với những bà con có sở thích và có đam mê chăn nuôi con chồn mốc này mà chưa có kiến thức về xây dựng chuồng trại và cách chăn nuôi, thì trang trại chúng tôi hoàn toàn có thể đến tận nơi, đến khu chăn nuôi của bà con để tư vấn xây dựng và thiết kế chuồng trại cho bà con.